Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước, được công nhận bởi các tổ chức những trường học và cao đẳng Tây Bắc của Ủy ban Giáo dục Washington. Trường Westcombe Community College là ngôi trường cao đẳng cộng đồng được giảng dạy chương trình 2 năm đầu đại học và cung cấp các chương trình khái quát chuyên nghiệp cùng với các chương trình về công nghệ và các chứng chỉ văn bằng cao đẳng để chuyển tiếp lên các trường đại học liên kết. Westcombe cũng cung cấp chương trình ESL để nâng cao trình độ tiếng Anh cho khóa học chính của chương trình cao đẳng. Có trung bình 7.000 sinh viên cho mỗi mùa nhập học và 125 sinh viên quốc tế đến từ 25 quốc gia khác nhau đăng ký học tại trường. Westcombe còn cung cấp một trong những học xá mới nhất trong hệ thống cao đẳng cộng đồng Mỹ, gồm có 10 tòa nhà với những tiện nghi hiện đại đáp ứng được nhu cầu của sinh viên. Trong học xá có nhà hát, thư viện, trung tâm dạy kèm, nhà sách, trung tâm sinh viên, phòng thể dục thể thao v.v. và hàng trăm máy tính dành cho học sinh tự học với thiết bị công nghệ cao được trang bị trong mỗi phòng học. Và để cập nhật những thông tin mới về chương trình học, thủ tục hồ sơ nhập học tại trường, các bạn hãy liên hệ qua các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương để được tư vấn miễn phí về mọi thông tin qua hotline 0996277629. Và các lý do các bạn nên chọn theo học trường Westcombe Community College. Đó là trường tọa lạc tại một vị trí tuyệt vời, đó là thành phố được gọi là một nơi đáng sống với những tiêu chuẩn chất lượng sống cao, là nơi tỷ lệ phạm tội thấp, môi trường xã hội thân thiện, môi trường sống trong lành, mức sinh hoạt phí vừa phải. Chương trình học thuật với chất lượng cao, sĩ số lớp học ít khoảng 25 sinh viên là tối đa. Ngoài ra, trường còn cung cấp chương trình học thuật phù hợp cho mỗi cá nhân. Bằng cấp được thiết kế cho những sinh viên nào có kế hoạch chuyển tiếp lên đại học 4 năm và nó đáp ứng hết những yêu cầu trong việc chuẩn bị cho những kiến thức và ngành học đa dạng. Sau khi hoàn tất chương trình học 2 năm tại trường Westcombe, sinh viên có thể chuyển lên học tiếp 2 năm đại học để lấy bằng cử nhân và sẽ chuyển tiếp vào một số trường đại học nổi tiếng khác của Mỹ. Bên cạnh những chuyên ngành học thuật, Westcombe còn cung cấp những chương trình học chuyên nghiệp về công nghệ, trang bị những kiến thức và kỹ năng làm việc cho sinh viên có thể hoàn thành việc học của họ. Các chương trình học gồm có tiếng Anh chuyên sâu, chương trình High School Completion, yêu cầu về đầu vào, học sinh học hết lớp 11, 12 ở Việt Nam, không yêu cầu điểm TOEFL. Về dịch vụ hỗ trợ gồm có sẽ liên hệ và cũng như giúp đỡ tận tình cho mỗi sinh viên từ những ngày đầu tiên khi họ đặt chân đến nhà trường. Những vấn đề như là đưa đón tại sân bay, nhà ở, tư vấn trực tiếp về việc học, phân tích rõ về chuyên ngành thế mạnh của mỗi sinh viên. Ngoài ra, trường còn có những hoạt động ngoại khóa thú vị như là cung cấp nhiều loại hình hoạt động khác nhau, thu hút sinh viên qua các câu lạc bộ hữu nghị để sinh viên có thể gặp gỡ, giao lưu với những môi trường thú vị và xinh đẹp ở vùng Tây Bắc Washington. Sinh viên có thể trượt tuyết, chơi bóng chày, picnic, du lịch ngắm cảnh, v.v. Và khi cần được hỗ trợ về các thủ tục hồ sơ du học, điều kiện nhập học của các trường ở Mỹ, Úc, Canada, Singapore, v.v. Các bạn hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc các bạn có thể tham khảo qua các trang web của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 2 chi nhánh là ở thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang. Ngoài ra không có chi nhánh nào ở các tỉnh phía Bắc. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với hai chị em của Yến Như và Hoàng Nhi vừa nhận được visa du học Mỹ. Và ngay bây giờ đây mời các bạn cùng trò chuyện với hai chị em của Yến Như và Hoàng Nhi nhé. À, chào các em. Dạ, chào chị. Tụi em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Dạ. Dạ, em tên là Yến Như. Năm nay em 18 tuổi, em vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông xong ở Đà Nẵng. Dạ, sở thích của em là em thích đi shopping, chơi thể thao và thích xem phim. Em tên là Ông Hoàng Nhi, 18 tuổi, em ở Đà Nẵng. Sở thích của em là đi du lịch, đi shopping, chơi bowling, xem phim. Và ước mơ của em là đi du học Mỹ. Cái cảm nhận của tụi em khi mà nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào? Dạ, em rất vui tại vì hai tụi em cùng đậu visa cùng một lúc nên... Còn Hoàng Nhi thì sao em? Dạ, em cũng thấy rất vui và hạnh phúc. Cái người đầu tiên mà tụi em chia sẻ cái niềm vui này là ai? Dạ, là mẹ em ạ. Dạ, em là cậu. Rồi, con Mỹ thì mình sẽ học trường gì với nó ha? Dạ, em học trường... Tụi em sẽ học trường Southwestside Community College. Dạ, trường của em là tại vì anh em đang học bên đó và em muốn học với anh em
em quyết định chọn trường này. Dạ là hai tụi em học chung một trường luôn. Dạ. Thì mình cứ chọn chung cái chuyên ngành không em? Dạ có, tụi em học chung ngành quản trị kinh doanh. À, dạ là hai tụi em học chung trường và chung ngành luôn. Dạ. Là em có giới thiệu là em có anh học ở đó. Dạ. Thì anh em là học cái chương trình gì ở đó? Dạ anh em học quản trị kinh doanh ạ. Dạ là qua đó tụi em sẽ ở chung với anh em luôn. Dạ. À, lúc nãy tụi em có giới thiệu là tụi em tới từ Đà Nẵng. Thì tại sao mình không chọn những cái công ty ngoài Đà Nẵng cho nó gần mà mình lại chọn Tân Đại Dương làm để làm hồ sơ cho tụi em? Dạ tại vì anh em và hai anh họ em đã làm hồ sơ ở Tân Đại Dương và đã đậu visa. Nên là em khi quyết định đi du học em đã chọn Tân Đại Dương làm hồ sơ. Lúc đầu tụi em vô thì cũng chẳng biết gì hết. Sau đó được vài bữa thì có anh Khôi giúp đỡ dạy các câu hỏi bằng tiếng Việt, xong rồi anh ấy dịch bằng tiếng Anh cho tụi em luôn. Rồi có những buổi lấy thử với các bạn học chung rồi để giúp tụi em học tốt tiếng Anh hơn để có thể vào phỏng vấn trả lời bằng tiếng Anh được. Và trong những buổi học với thầy Khôi thì thầy đã cho chúng em xem những clip chia sẻ kinh nghiệm của mấy bạn đọc visa và tụi em cảm thấy rất thích thú. Và không ngờ thì tụi em bây giờ cũng đã trở thành những người để chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn khác. Sau khi học với anh Khôi thì tụi em cũng đó có vài buổi tết với chị Nhi và chị Thảo, chị Ánh nữa. Chị Ánh nó giải rất tốt, tận tình chỉ tụi em từng chút một, cho nên em rất thích. Trước khi đi phỏng vấn em cũng đã tụi em cũng đã học với anh Bảo Anh. Khúc đầu thì nhìn anh Bảo Anh rất chi là nghệ sĩ nhưng mà học tập em thấy anh rất là vui tính và giúp đã sau khi học xong đã giúp em tự tin hẳn lên. Dạ. Và khi tụi em chọn đi du học Mỹ là tụi em nghĩ ngay đến Tân Đại Dương, tại vì lúc trước là có ba người anh họ của em cũng đã làm ở Tân Đại Dương. Lúc đó thì mấy anh nó cũng chẳng biết gì hết, mà sau cái tìm kiếm trên mạng cái thấy Tân Đại Dương nên các anh đã học và đậu visa, cho nên trừ hai tụi em cũng tới Tân Đại Dương để làm hồ sơ xin đi du học. Dạ, và nhờ có Tân Đại Dương mà hai tụi em đã đậu visa du học Mỹ và tụi em cũng sắp được qua bên đó để gặp mặt các anh họ sau bao nhiêu năm không gặp. Và câu hỏi cuối mà cho chị hỏi với tụi em đó là cái dự định trong tương lai của tụi em sau khi học xong tại Mỹ thì như thế nào? Dạ em dự định của em là học xong 5 năm tại Mỹ em sẽ quay về Việt Nam và làm cho một công ty lớn ở Đà Nẵng. Còn Hoàng Nhi thì sao em? Dạ sau khi học xong ở Mỹ thì cầm trên tay tấm bằng quốc tế thì em có thể về Việt Nam và mở công ty riêng cho mình. Chị cảm ơn những chia sẻ của tụi em và dạ. Chúc cho tụi em sẽ hoàn thành được những ước mơ trong tương lai của mình ha. Dạ em cảm ơn chị. Em ơi chị. Vừa rồi thì các bạn cũng vừa lắng nghe những chia sẻ của bạn Hoàng Nhi và Yến Như. Và để được hướng dẫn về thủ tục hồ sơ du học Mỹ như thế nào, điều kiện ra sao thì các bạn hãy liên hệ tới Tân Đại Dương, đại diện tuyển sinh chính thức của các trường đại học cao đẳng của Mỹ. Để tham khảo thêm các chia sẻ của các bạn đã đào được visa du học Mỹ thì các bạn có thể truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại!